Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Tài của mình. Hôm nay tôi đang có mặt tại Tân Phú. Đây, Tân Phú nha. Tại cửa hàng là địa chỉ là Hiếu. Địa chỉ ở khu đường Tân Hương, phường Tân Phú để tiến hành bàn giao cái máy Smart Tool. Đây, cửa hàng của anh Hiếu. Anh Hiếu làm ở khu vực này hơn mười mấy năm rồi. Địa chỉ khá quen thuộc khu vực ở đường Tân Hương. Cửa hàng của Hiếu để mình tiến hành qua lộ ha. Xong chưa? Máy đang kiểm tra trên con ếch HMOS. Mình tiến hành giao đồng thời con ếch HMOS được hàng đem tới kiểm tra luôn. Con những cái đó đấy. Rồi có lại gì cho chiếc xe. Thầy đi biết. Thầy gọi gọi dừng lại một vòng ngang đi nữa. Bệnh đó là bệnh truyền kiếp luôn. Tám chín phần trăm. Sau 1970 à? Em ơi, từ từ. Qua ông nhanh xuống không anh Hiếu? Qua anh nhanh có xuống không? Mua nhớt hả? Dễ nhớt rồi đó, nhớt dễ rồi đó. Chứ rồi để cho nó làm công việc. Là phần mềm cho con ếch 110 được 74% ếch HMOS và 1.5. Thấy sao xe đó thấy dựng hoài đó vậy anh Hiếu? Sao lần nào em xuống cũng thấy chiếc đó hết trơn vậy? Hả? Xe khách hay là xe ấy? Không. Con này chắc nó theo anh lâu lắm rồi phải không? Động cơ nè, hai này của mình bao gồm nè, động cơ ABS Mackey Odo LED Remapping, đó là bên hệ thống phần mềm nha. Anh vô phần là động cơ, chuẩn đoán lỗi là bên đồng phần động cơ của mình rồi, cho Honda rồi, ok vô luôn, có nghĩa là tự cập nhật nó tìm xe luôn. Ừ, xe không có lỗi. Đúng rồi, cái con này nó vô anh cũng thường xuyên lắm không? Thoát ra. Rồi đọc lỗi. Đọc lỗi hiện hành đó, kéo xuống. Đúng rồi. Đó. Đủ có lỗi hiện hành kìa. Rồi, cái lỗi lịch sử chứ. Rồi lỗi kim phun nè. Đây xóa trực tiếp trên đây luôn, khỏi cần thoát ra. Nè. Phía dưới giữa nè. Đúng rồi, nhấn xóa luôn. Rồi, có. Có hả? Có bấm đăng enter. Đúng rồi.
Cái này viết tắt cái gì ta? Thoát, xong rồi đó. Đọc lỗi lại thì đọc, còn không thì thoát ra. Còn cái này giờ mình muốn gì lập phần mềm lại được không? Làm gì? Reset lại xem à. Đó. Enter để chọn. Cái okay. Này tự tìm xe luôn chứ không cần. Đúng rồi, tự tìm xe, tất cả tự tìm xe. Anh không cần phải tìm cho nó. Chơi vậy thôi. Lấy ra đi, nói xong rồi tắt nguồn của mình đi. Nó ghi xét mà tắt nguồn luôn, thấy mệt rồi đó nha. Rồi ghi xét nó luôn. Ok. Rồi tắt khóa mở khóa nổ máy 10 phút. 5 đến 10 phút rồi. Rút ra luôn hả? Rồi rút ra. Còn gì nữa? Làm cho nó hết cái đó luôn mà. Thôi, đấy, bao qua xe con Vision của mình nè. Có 53 phút. Cái này cứ coi vô cái thông số điện hành của nó chứ bây giờ mất. Đó. Cho nó lên tí. Hay nhỏ quá mà. Bỏ tay vô đi. Vỗ tay vô. Tay là chuyên nghiệp luôn nè. Mày múc rõ nào muốn. Múc to cho to rồi. Tại vì mày chiếc lái không có mày. Quá rồi mà. Mày là dữ liệu động cơ. Dữ liệu động cơ. Đúng rồi, anh kéo xuống dữ liệu động cơ giúp em. Của mình là bên năm bên kia là nó đi sao ta? Thông số có điện hành anh mới có 10.000 mấy mà nó quá yếu đi theo lên nào em. Tắt luôn á. Bên là thế. Bị phim. Hả? Bị phim. Bật bên là làm gì? Bằng chứng. Hả? Bằng chứng. Đây lấy máy đó mình phải đóng lại. Ừ. Nè vô đứng luôn đi. Chú quay vòng luôn. Dân nó lấy cái hả? Hả? Được không? Lên chưa? Lên chưa? Từ từ. Bao nhiêu vậy? 14.5. Đang lên đó. Cao lên nữa. Đăng lên xong rồi họ anh reset lại. Cho nên nó nhận cái tín hiệu mới à. Cái đồ con á, cái đùm đẹp quá ha. Thank you.
đủ chưa? Đủ chưa anh Hiếu? Con này 20 mấy? Hai ba nạp phần mềm được á, nạp phần mềm được á, thì không ra đầu á, tắt máy mở khóa lên thôi, rồi anh vô cái gì bắp pin á, cái cuối á, không, kéo xuống gì bắp pin, kế cái phần mà smart tool 2 á, thấy không, thấy chữ gì bắp pin không, rồi chọn gì bắp pin, rồi vô Honda, Honda chưa? Ok, vô Honda, vô Honda rồi anh kéo xuống cái phần mà nâng cấp phần mềm xem á, rồi enter vô anh, nó có để không nè, phiên bản chưa nâng cấp nè, cái thằng mua tóc canh thằng kia phải có cục mô tô bóc. Câu này là của anh là xử lý tất cả cho trở rồi. Lên chưa? Lên thông số chưa? Nhảy thông số chưa? Nó đang dò anh. Lên chưa? Đúng rồi, nạp phần mềm nó lâu. Nó có mở tua với mà nâng cấp cho con Bizo nhanh cực kỳ luôn. Bizo thì anh mới mốt anh nạp phần mềm cho con Bizo, anh không cần phải đăng ký chìa khóa nữa nha anh Hiếu. Ừ, thay vì anh sử dụng những thiết bị khác á, là khi anh nâng cấp lên bắt buộc anh phải lập trình lại chìa khóa. Còn này không cần, anh nâng cấp lên thì anh cài đặt lại vị trí bấm ga cho em thôi. Từ từ á. Thấy không? Phải à. Nè, đây này, đây còn không nè, còn không em sẽ chỉ cho cách nhận dạng nè. Anh thấy con chip chủ đây không? Rồi. Xéo ra có một chấm, rồi. Màu trắng là nó đó. Rồi, là nó đúng không? Là nó đó. Đầu tiên á, ra ngoài ba làm việc. Thấy chưa? Đây, con này là cái con để mình chip cho đây phải không? Đúng rồi, con nghe màu trắng chứ không nghe màu đen nha. Rồi. Chip cho đó đi. Chip cho luôn phải không? Chưa kết nó nguồn đi. Lấy bình đi, lấy bình đi. Lấy cái bình này không? Lấy bình đi. Có đó luôn hả? Lấy cái bình đi, lấy đây nè. Đây không được, nó không được. Rồi. Này cách làm đó. Quan trọng cách làm thấy nè, anh để cái này lên đây nè, rồi cái này anh cầm. Ok, à, đúng rồi. Không, cái này này anh chỉ cho. Anh để vậy nè. Đó. Tại vì khi mình làm được tay đừng đụng vô đây. Ha. Rồi khoan, anh vô smart key đi, chừng nào em kêu anh ghim hả ghim. Vô smart key giúp em. Đúng rồi, smart key á, thấy không? Kéo xuống. Rồi smart key. Chọn Honda. Cái này là một giắc nè. Rồi chọn luôn. Còn giắc nào nữa? Hai giắc là cái dạng mà hai nút á. Hai giắc hai bên nè. Có cái đầu này riêng nữa. Đúng rồi, có đầu riêng. Rồi bây giờ là vô cái chọn luôn. Một giắc. Một giắc đúng không? Đúng rồi. Lập trình tự động. Lập trình tự động vô luôn ha. Vô luôn. Rồi, tới cái bước này trước khi đồng đưa cái kim nó vô. Kim vô cái lỗ cái cắn này. Đúng rồi, ngay lỗ đừng có bậy nha, bậy là nó bị lỗi đó nha. Sao nó nhúng vậy ta? Nhúng mà, cái đó nhúng để trên đè xuống mà. Đè xuống chưa? Rồi, nhấn enter. Rồi buông tay ra. Xong lấy cái kim ra ngoài luôn. Đúng rồi, cái kim đừng cho nó chạm vào chổng, chạm chổng nó sẽ có điện nó sẽ hư. Rồi như thế này là xong, đọc ra được cái mã.
Nè, hai cái mã như nhau nè, một là OCM ID của mình nè, hai là Key ID nè, đang ở vị trí on nè. Ha. Rồi em sẽ chỉ luôn cho. Nếu như mà anh đọc ra đây của khách hàng thường mà xe hai nút á, máy xe nguyên bản ra sẽ có hai key. Khách hàng mà gớt hết một cái remote á thì anh sẽ đọc ra và anh up cái remote đó cho khách hàng. Up bằng cách là nhấn qua trái qua phải. Ha, sau khi nhấn rồi nhấn enter. Nhưng mà có một key này anh đừng có nhấn enter nha. Đó, đấy. Anh sẽ nhấn qua trái hoặc qua phải để anh up đó. Một key này là không một... không được up. Đây là một chìa đúng không? Một chìa. Nè, key 1 của mình nè, là chỉ có một chìa thôi. Một chìa. Đúng còn rồi. Sao nó lên tới 6 chìa dữ ta? 6 chìa là cho dòng Yamaha. Ví dụ như thằng 2 chìa là nó tới số 2 chìa. Key 2. Nó đang 2 chìa on đúng không? Đúng rồi, 2 chìa on. Đúng thằng này. Bấm vị trí qua trái qua phải. Rồi, sau đó phải. Mình mới nhấn enter. Để cho nó là lập trình ở đây. Okay. Rồi, ví dụ như là khách hàng muốn đăng ký thêm cái remote á. Thay anh đem lên em đúng không? Bây giờ anh không cần đem. Sau khi anh đọc ra anh ấn enter cho em. Ủa phải, nhấn F2 cho em. Nhấn F2 đi. Đây. Đúng rồi. Ví dụ vậy, phải không? Nhấn luôn đi, không sao hết, nhấn đi. Nhấn luôn đi. Đó. Là nó mời anh nhập key nè. Thay vì á, cái phiên bản trước của anh là bắt buộc anh phải nhập chính cái số này. Thì bây giờ không cần anh nhấn F2 thì tự động nó lấy cái key nào còn đăng ký được nó sẽ để đây. Và anh nhấn enter. Enter luôn. Đó. Có nghĩa tới bước này nè, là anh mua cái remote mới về, nó mới báo anh nè là bật remote từ đèn đỏ sang đèn xanh, rồi anh nhấn enter cái nó tự động nó đăng ký cho anh, rồi xong. Bây giờ ví dụ như là bật off, cũng như phím có trên audio là sao ta? Có nghĩa cái remote của mình đó, mở remote lên. Là đang hướng dẫn đấy hả? Đúng rồi, đó. Bật nè. Bật ấn remote. Phím khóa. Ấn giữ phím hình khóa trên FOB. Để nó chuyển vị trí là từ đỏ sang xanh. Để mình tiến hành mình mở ổ khóa lên. Rồi, và anh mở cái remote lên rồi anh nhấn enter thì tự động nó sẽ đăng ký với cái hộp. Không cần phải là làm thao tác thủ công gì hết. Hồi xưa thủ công. Thủ công mở lắm. Thủ công xưa anh học thấy nhức đầu không? Nhức đầu. Làm sao nhớ? Bây giờ, ví dụ như bây giờ mình hiện tại bây giờ mình một mod đúng không? Sao? Vậy thôi à. Và này là tin của thằng Mấy Kỳ đúng không? Đúng rồi, Smart Key. Rồi. Em chỉ luôn cho nè, anh chỉ làm hai cái chức năng này cho em là đã đủ rồi. Anh lập trình tự động luôn đúng không? Và cái hàng này sẽ thường gặp nè, đó chính là cặp PSU. Đó, anh thấy cặp PSU không? Cặp PSU. Rồi, đưa vô lại. Cặp PSU như thế này nè, có nghĩa xe một á là cái hộp anh xác định là cái hộp hư. Hai á là cái hộp ví dụ xe bị tai nạn thì vô tình cái hộp này hư. Hư nhưng mà khi mình kết nối vô là vẫn được. Vẫn lên nguồn, vẫn đồ ok hết. Thì anh copy cái dữ liệu con ASU này qua cái anh mua cái hộp mới về. Được chưa? Còn không á là bắt buộc anh phải đồng bộ giữa ASU với OCM trên xe mà nó rất là dài dòng. Ha, con này vẫn tương tự. Anh ghim cái kim vô ngay chỗ vị trí truyền dữ liệu cho em. Cái chân hồi nãy á và mình thực hiện chức năng là copy ASU. Làm đi. Bây giờ nè. Em chỉ cho làm luôn. Copy luôn. Thằng này không? Ghim cái kim vô. Kim giống như hồi nãy hả? Giống như nãy cho em. Ngay chân nha. Ngay chân nha. Rồi. Chọn chức năng copy rồi, enter đi. Cảnh báo gì á, kệ nó. Rồi ok. Cảnh báo. Ok phải không? Ok. Là enter luôn. Enter luôn. Rồi nó kêu mình kết nối với SU1 đúng không? Rồi nó mới nói nè, ấn phím chọn để được đọc dữ liệu của SU1 rồi enter luôn. Cho nó đọc dữ liệu trước. Rồi xong, lấy ra đi em. Rồi, cái bước này á, là anh lấy cái hộp ASU mới, anh đưa vô và anh tiếp tục anh đưa cái này vô nè. Ngay ASU mới, ấn enter cái nó là xong. Không cần phải làm gì nữa, vậy đưa lên xe. Cặp ASU mới là cùng IM đây. Đúng rồi, nó cặp biên nguyên dữ liệu qua luôn đó. Đúng rồi. Xong, là cặp biên thay ASU. Đúng. Đủ rồi đó. Anh là như nó đủ xài rồi. Là làm chia. Làm chia với thay ASU hết. Trên đây còn nhiều tính năng lắm nhưng mà mấy anh không sử dụng tới đâu. Một là khách hàng vô đăng ký chìa cho em. Hai, ví dụ con ví dụ ASU đó mất hư. Hai ASU rồi, hai tính năng làm thay láng. Chỉ có cái bình thì mình lấy bình trong xe rồi. Và vậy nha, và vậy nha. Vậy à. Còn nhiều tính năng gì nữa? Còn nhiều lắm chứ. Top ra đi. Lên xếp về ha. Ừ, top ra đi.
nè thấy không, nó đọc full nè, rồi xóa key nè, khôi phục key, copy key, ghi key mới, copy su, ghi su mới. Cái ghi này nè, thật chất là mình khi mình copy này nó đã làm cái vai trò này rồi ha. Thằng copy key mới này cũng vậy. Thật sự mà nói, em chỉ cần mấy anh sử dụng đem đúng hai chức năng, một này, hai này, copy hết. Là một, nó đã giải quyết cùng đọc mã key, đọc mã key là trong đó bao gồm luôn, đã đăng ký key luôn rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ là một là mình vô cái thằng này, đọc full key ID. À, đọc full key ID đúng không? Đúng rồi. Hai là copy SEO. Đúng rồi. Và hai thằng đó mình xài là được không? Đúng rồi. Anh không có xài ngoài chức năng đó đâu. Cái này là nó lên chức năng của nó là bây giờ là cái này là vô cái phần nào đó thằng thoát cái hoài cùng đi, anh thoát hoài luôn đấy. Thoát hoài luôn, thoát khi nào mà tới mà cái trang chủ của nó là động cơ, thoát nữa đi. Thoát hoài luôn, nhắn hoài ra luôn. Rồi, không ra nữa không? Ừ, thoát hoài ra. Đó, trang chủ của anh, trang chủ của anh là phần động cơ, anh vô cái phần smart key đó. Bây giờ mình muốn vô smart key đúng không? Đúng rồi, kéo xuống. Thì mình kéo xuống. Smart key nè. Vô enter. Không ra tiếp. Để đó. Ồ, bên kia một giác rồi, đây đúng rồi. Một giác hay hai giác? Lập trình từ động cơ. Lập trình tự động, mình vô lập trình tự động. Mình vô lập trình tự động ha. Đúng rồi. Đó. Đọc full ok. Rồi vô luôn. Vô luôn. Vô luôn rồi, bước tiếp theo là trước khi đọc là phải lấy cái kim nó ghim vô. À. Nó mới truyền dữ liệu qua được. Bây giờ là tới đây là mình phải chích kim rồi phải không? Kim. Chích kim vô. Đúng. Rồi bắt đầu ví dụ như mình làm cái này xong bây giờ mình copy đi ha. Dạ. Cái đọc full lại là mình đọc cái mã ra, làm cái gì làm đầu tiên của mình đọc cái mã ra trước. Ra cái vậy. À cầm vô để này vô đó. Ví dụ mình đọc cây ID phải không? Đúng rồi. Thì hàng ngày là mình làm thêm một kia nữa. Đúng. Có nguyên tắc anh muốn làm á thì bắt buộc mình phải đầu tiên mình phải biết mã, và biết mã thì mình phải vô đọc. Vô đọc xong rồi mình nhấn F2 để mình đăng ký. Rồi. Đây là làm kia này. Cái ID là làm kia đúng không? Đúng. Còn cái thằng copy SU là mình thay cái cục SU. Thay cục SU. Là copy con cũ và con mới. Con mới. Đúng. Khi mà mình đọc xong rồi bắt đầu mình mở con mới như vậy rồi mình kim vô vậy. Đúng. Là xong. Xong. Hai chức năng đủ xài. Còn mấy chức năng này là dư rồi. Mấy chức năng nó cho tụi em. Tại tụi em xử lý nhiều. Gối đầu lắm hả? Đúng rồi. Hầu như của anh là mấy anh em chỉ hai chức năng đó thôi. Còn mấy chức năng đó là của tụi em xử lý nhiều lắm. Chưa anh tháo cái cục này ra đi. Tháo cục này em chỉ cho. Chỉ qua bên vô smart key lại đi. Vô cho thằng Bizo. Bây giờ vô phải không? Vô smart key. Okay. Rồi vô chọn nó đi. Kéo xuống Bizo. Rồi cho Bizo. Chọn. Rồi đây tính là anh đọc cái mã chip của con Bizo ra nha, nó tùy theo miêu 1, miêu 2 hay gì đó, anh chọn nó rồi anh đọc ra xong lấy cái mã đó, anh muốn là mua thì anh chụp cái mã nó gửi qua tụi em để em nhập con chip ra rồi anh mới mua đem về xài được, còn không là không xài được à. Mà muốn xác định được là miêu rồi mấy phải không, thay vì cái con kia của anh á là anh phải kiếm đúng rồi, ví dụ 3VIN phải kiếm đúng đề đúng không? Còn cái này không cần. Nè, anh muốn biết anh cái việc vô phần động cơ này đúng không? Là nó tự nó kết nối, được chưa? Anh vô con Bizo. Nó sẽ tự kết nối cho mình. Đây vô Honda đi, tại con nó này nó không cho anh vô, còn Honda thì vô được nè. Đây, nó anh vô như thế này nè, là tự động nó kết nối với Bizo của mình. Anh nhấn cho em á là thông tin xem thì anh sẽ biết nó là miêu gì. Thay vì thằng kia là mình đi tìm miêu. Còn này mình bắt thằng này nó tìm cho mình. Xong rồi qua cái phần mà anh đọc cái kia ra là anh chỉ biết ví dụ anh coi thằng này đó là Miu G3. Thằng kia anh chỉ vô chọn đúng Miu G3 của em rồi xong. Không phải nó tiện hơn thằng kia đúng không? Tiện hơn thằng này tự tìm cho mình. Đúng rồi. Thằng kia mình không biết đâu. Ôi, con Miu là anh vô anh tìm lại con Miu G3, 3VIE là cả một vấn đề đó. Nói chung là thằng này nó bén hơn thằng kia là tự nó tìm cho mình á. Đúng. Có Bizo không? Bút luôn. Đi vô để lúc nào đi. Có con nào mở tua không? Chỉ luôn cho. Chưa có, để lúc nào đi rồi hú lên.
Đem nước về mà quên mời.